Bài này thì phòng ban đâu, bây giờ thầy sẽ mua cái này đi chỗ khác ha. Click phải này, mua copy đúng không? Mình thầy copy ra một cái sheet mới ha. Ra một cái sheet mới, new một cái book mới. Ra một cái book mới, ok. Rồi, book của thầy đây ha. Bạn này xem cái tên của thầy nó có cái gì mà nó đã đặt chưa. Define manager nó đặt quá trời. Thầy xóa bớt đi ha. Delete đi ha. Không có, mình khó kiểm soát. Rồi bây giờ mình đặt tên ha. Đây là bảng gì đấy? Bảng mode là quét khối này được không? Rồi vào gì đấy? Define name. Đặt tên là bảng gì? Bảng mode của gì đấy? Ở đây phải cái bài trước. Bài 4, chương 4. Chương 4 đúng không? Bài 4, chương 4. Chương 4. Bảng gì? Bảng 1 đúng không? Bảng 1 là gì đấy? Thôi bảng 1 rồi. Ok. Đây là gì đấy? Y như vậy. Đặt tên là. Bây giờ thầy không thích đặt ở đây nữa. Hồi nãy là truyền thống mình cứ define name đúng không? Quất luôn thẳng ở đây luôn, gõ thẳng ở đây luôn. Bài 4. Bài 4. À, chương 4 trước nhỉ? Mình chương 4 là bài 4 trước. À, bài rồi chương. Rồi ai ghi vậy, ghi đâu bài chương 4. Đúng ra phải chương 4 trước đúng không em? À, bảng gì? Bảng 2. Ok. Ok, rồi. À, điền dữ liệu phòng ban, mà phòng ban mình đâu? Phòng ban là ABC đấy gì? Phòng giám đốc, phòng kế toán đây phải không các em? Mà muốn cái phòng ban này thì chúng ta có phải là chúng ta lấy chữ ABC này là lấy bên trái này mình dò này, chữ A này mình dò ở đây đúng không? Như vậy dùng hàm gì đó các em? Dùng hàm H hàm V bằng hàng ngang là H lốc cấp. H lốc cấp. Chị dò lấy một cái chữ A này dùng hàm gì đấy? Hàm lép. Hàm lép của cái ô này mấy cái tự? Lép phải một cái tự đúng không? Chị dò phải bảng dò mình ghi là bài bài 4 chương bảng mấy? Bảng 1 đúng không? Cái chương này viết hoa đây cũng xấu cái đó. Rồi. Hàng thứ mấy? Thứ hai cách dò là 0 đúng không? Ok chưa? Được chưa? Rồi. Chức vụ đâu? Chức vụ đây đúng không? Bảng này lấy cột mấy đấy? Bảng này cột 2. Sẽ bảng mà bảng này thì mình lại dò dọc cái này VH V mà GD, GD là đây. Lấy hai cái tự bên phải bằng hàm H hàm V. V lookup. Các em theo nào không theo kịp thì báo thầy nhá. Dùng hàm gì đấy? Right. Right của cái ô bên này. Right ô này phải hai cái tự. Chỉ dò phải bảng dò là bài bảng 2 đúng không? Đúng không? Vừa đặt tên xong phải cột từ mấy đây? Cột này cột mấy đây các em? Cột 2. Cách dò là không. Không thích không thì thầy gõ từ gì đấy? For. Cái nào cũng được, gõ từ for cũng được mà không cũng được. Rồi. Có bên thức xuống. Phím nóng cần chuẩn gì các em? Cần chuẩn D đúng không? À, cái gì nữa đây? Cái gì? À, phụ cấp làm cột ở đây, phụ cấp đây. Phụ cấp y như chức vụ nhưng cột thứ mấy? À, phụ cấp giống chức vụ này nhưng mà cột mấy đây các em? Cột mấy các em? Cột 3 đúng không cả lớp? Đúng không? Đây gõ đây số gì? Số 3. Rồi. À, rồi đến gì nữa? Lương căn bản. Lương bảng bằng gì? 1 triệu nhân bậc lương nhân ngày công chia 26 ngày làm tròn ngày nghỉ. À, bằng này. 1 triệu này, 1 này, 1, 2, 3, 1, 2, 3 này. Hả? À, 1 triệu 2. 1 triệu 200. 200, 1, 2, 3. 1 triệu 200 nghìn nhân bao nhiêu? Nhân cho bậc lương. Bậc lương đây. Nhân cho ngày công. Đúng không? Chia 26. Chia 26. À, đây là một con số làm tròn lòng hàm gì các em? Cả lớp thật tự coi. Tập trung ơi, làm tròn lòng hàm gì đấy? Làm tròn lòng hàm gì em? Gì đấy làm tròn? Lòng tròn là lòng hàm gì? In là nó nguyên mà.
Rau. Trời ơi, giờ không nhận biết được hàm rau với hàm in trời. Rau của cái này làm tròn mấy số? Trong đề nó làm tròn cái hàng gì? Hàng nghìn là trừ mấy? Trừ 3. Cái này dạy rồi nhá. Chục trừ 10, trăm trừ 2 và nghìn trừ gì? Trừ 3. Xong. Đúng chưa? Rồi, copy hình thức xuống. Rồi, đến gì đấy? Thưởng sẽ làm sao? Ngày công trừ hôm nay 6 bằng ngày công hay ngày công này ngày sau nhân bao nhiêu? Trừ 26 nhân cho bậc lương. Trừ 26 26 đúng không? Nghĩa là nó cứ vượt 26 ngày thì mình mới tính thưởng đúng không? Ông nhân nó gì đây? Nhân với bậc lương. Nhân với bậc lương. Nhân bao nhiêu? Có nhân bậc lương đây chứ. Rồi nhân bao nhiêu? Nhân 500. 500 gì? 500, 1, 2, 3. Rồi gì nữa không? Ôi giời, nếu mà nó trên lớn 26 đúng thì làm vậy đúng không? Đúng rồi, đọc mà không hiểu nữa. Nếu mà ngày công của thầy là lớn hơn 26, lớn hơn 26, thì lớn hơn chứ còn bằng thì không giải quyết. Ý nó nói là 20 lớn 26 mới làm chứ còn nhỏ 26 nó không làm các em. 26 trừ 26 bằng 0 thì cũng như không à. Nếu là bằng đây thì 26 nó trừ 26 không có gì cả bằng 0. Nếu lớn 26, lớn bằng 26 thì mình làm như vậy phải không các em? Đúng không các em? Còn nếu không phải cái này thì mình sẽ thưởng gì? Không thưởng, đúng không? Cả lớp hiểu bài câu này không? Thế mà đọc còn đấy không đọc nếu. Rồi. Ở đấy cái gì nữa? Hả? Tổng lương bằng gì? Bằng phụ cấp này. Nhân gì đấy? À cộng dùng hàm gì đấy? Hàm sum. Sum của ai? Phụ cấp. Nhân gì? Phụ cấp phải lương căn bản. Sao? Nghĩa là 3 cái này hả? Rồi thì sum 3 cái này thì đỡ phải phải. Sum 3 cái là phụ cấp lương căn bản là gộp vào nhau. Đúng chưa? Nó ngoặc hết chưa? Rồi. Có định dạng gì không? Không. Thế là sao? Nếu tổng lương. Nếu tổng sao? Tổng lương lớn bao nhiêu? Tổng lương dưới 5 triệu thì không tính thuế. À. Có nghĩa là ở đây là 5 này. Ở đây 5 triệu đây đúng không? Cục số đây 5 triệu đây đúng không các em? Nếu nó ở đây á, nó đi là 9 triệu thì cái chỗ này phải đóng thuế thôi này. Đúng không các em? Đó cho nên là bằng nếu mà cái tổng lương của nó này lớn hơn gì? Thì bây giờ tôi thích làm lớn hơn. Lớn hơn bằng 5 gì? Lớn hơn 5 triệu. Lớn hơn bằng 5 triệu. Nói chung lớn hơn 5 triệu mới có tính thuế. Lớn hơn 5 triệu phải. Thì tôi làm gì đấy? Tôi lấy lương này trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 5 triệu. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Khúc này nhân thuế là nhân với mấy? À, nếu như vậy thì bằng nếu như vậy bằng cái này trừ này xong bắt đầu nhân gì? Đóng ngoặc đã không có là phép nhân nó không đúng. Nếu như vậy thì đóng này nhân với bao nhiêu? Nhân với 0, 10% nhân 0 chấm gì? 0.1 nếu không phải không tính thuế là không. Hết chưa? Hết chưa? Quá nhẹ nhàng đúng không? Rồi. Thằng này bị cái vớ bản gì này? Chắc dữ liệu nó sai á, dữ liệu được khúc này không này nó bị sai gì đó thôi các em. Thực lãnh thì bằng gì? Đương nhiên bằng lương. Tổng lương trừ gì? Trừ thuế. Làm tròn hàng nghìn ta làm được chưa? Là một hàm gì đấy? Rau. Rau của cái đám này hai cái này trừ đi nhau trừ mấy? Đóng ngoặc cái này hai cái này trừ đi nhau xong được bao nhiêu? Phải trừ 3. Đúng chưa? Enter. Định giá Việt Nam đồng nữa. Định giá Việt Nam đồng ở chỗ này mình vào đâu? Và number
gõ thăng phẩy thăng thăng không, đúng không? Gõ gì đấy? Thăng phẩy thăng thăng không, cắt ra cái VND đúng không các em? Đúng không? Đúng nháy. Một số bạn vẫn nói chuyện trật tự dùng cái coi, chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy nhá. Enter. Rồi, cái này nó bị sao, nó ra cái gì xấu vậy? Cái này sao đấy, không đủ hàng thì bây giờ không đủ. Mình để ở đây cặt cặt, đúng không? Rồi. À, thống kê bảng gì đấy? Tổng số nhân viên. Tổng nhân viên mà là giám đốc thì bằng dùng hàm gì đấy, có điều kiện không? Bằng có điều kiện. Ồ, làm sao sum if. Thế bây giờ bảo tổng bao nhiêu bạn nam ở đây thì em dùng phương pháp gì? Sum tổng bao nhiêu bạn nam đây dùng phương pháp gì? Trong phòng học mình có tổng bao nhiêu bạn nam em dùng phương pháp gì? Đếm chứ. Văn nói của mình nói là tổng, nhưng thực ra cái thực hành các em đếm bao nhiêu bạn nam ở đây đúng không? Bạn gọi lớp. Ở bây giờ có bao nhiêu tổng, bao nhiêu số nhân viên của thầy là giám đốc, đúng không? Thế thì đếm chứ gì nữa. Văn nói mình là mình nói là tổng, nhưng mà cái thực thi của mình là đếm. Như vậy thì chúng ta sẽ bằng hàm gì đấy? Cao. Hàm cao hay cao if? Cao if vì có điều kiện. Thì trong nhìn vào đây này, nhìn đây để làm này, ở rank này khối chứa điều kiện là cái gì không biết. Nhưng điều kiện của mình là gì đấy? Retrieval mình là gì đấy? Giám đốc. Như vậy cái khúc này là cái khúc nào đấy? Chính là cái phòng gì? Phòng ban, đúng không các em? Chính là phòng ban. Đó. F4. Đúng rồi lớp. Rồi enter. Như vậy có 3 ông giám đốc. Đúng không? Tổng lương là dùng hàm gì đấy? Sum if. Tại vì lương của giám đốc mà. Đúng không? Sum if. Cái khối ở rank là khối chứa điều kiện. Phải tham số. Thứ hai là retrieval mình đã điều kiện. Như vậy cái khối này là cái khối là gì đấy? Khối giám đốc đúng không? Chính là khối phòng 3. Đúng không? F4. Rồi bây giờ đến cái gì đấy? Cái khối cần cộng. Cái khối của mình là cái khối tổng lương. Tổng lương đâu? Không biết thực lãnh hay là cái lương chưa lãnh đây ta? Hả? Theo nó bảo tổng lương thì mình cứ đánh tổng lương đi ha. Thì nó bảo thực lãnh thì mình tính tổng thực lãnh đúng không? À. F4. Tại nó bảo là tổng lương mà, thì nó bảo tổng thực lãnh thì mình làm tổng thực lãnh. Này xong chưa? Rồi, ok. Này, trung bình dễ không? Lương thì nhiêu đây mà có 3 ông thì bằng gì đấy? Làm gì cho suy nghĩ gì cho nhiều, lấy ông này chia cho mấy? Chia cho ô này này. Cho nó nhanh, chứ là cần gì suy nghĩ gì cho nó mệt não. Phải không? Không chưa? Rồi bây giờ cái này trong bài có không? Cái đáp này có không? Có. Có. Kết quả có bao nhiêu ngày công? Tổng số người có số ngày công lớn 5 dùng làm gì đấy? Dùng làm gì? Hả? À, có thằng đếm thì có bao nhiêu thằng nó lớn hơn người này đúng không? Chứ mặc dù văn nói của mình là tổng nha. Đúng không? Nhưng mà mình làm bằng cái đếm sẽ bằng là làm cao bằng cao. Cao if ha. Cao if cái khối chứa điều kiện là cái gì không biết, nhưng retrieval điều kiện là cái gì đấy? Nháy lớn hơn 20 gì? 25. Đúng không? Ở đây mình sẽ là cái gì đấy? Cái khối nào đấy? Số ngày công. Như vậy là phải gì đấy? Ngày công này. Quét khối này đúng không các em? Đúng chưa? F gì? À cái này không cần F4 tại vì mình chẳng chạy đâu cả. Đúng không? Hết chưa? Hết rồi đóng. Tại mình đâu kéo đâu mà F4 gì đúng không? À, không bị thuế thì cái đám mà thuế này bằng gì đấy? À, đám thuế mà nói chung là không lớn không? Đúng không? Bằng cao gì? Cao ít đúng không? Cao ít cái gì không biết. Nhưng điều kiện của mình là gì đấy? Cái này không bị thuế là cái gì đấy? Nhỏ hơn gì? Hoặc bằng không? Đúng không? Đúng không? Là không bị thuế. Như vậy cái này khách khối chứa điều kiện chính là gì đấy? Chính là cái đám thuế. Đúng không? Đúng chưa? Rồi à, cái gì đấy? Mình cao thế rồi đúng rồi. Và nó bảo được 5 người. Tổng số người lớn hơn 10 triệu. Là tôi làm được không? Thôi thầy cũng làm cho nó nhanh. Tổng số người bằng hàm gì? Sum. À bằng gì? Cao chứ. Tổng số người mà cao. Cao if. Cái gì không biết. Nhưng
Còn mình là lớn 10 triệu nháy. Lớn hơn 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, đúng không? Và cái này mình sẽ cái khối nào? Tổng lương. Đúng chưa? Hết chưa? Enter. Rồi, tiếp tục câu gì nữa? Revenue cố định tiêu đề của cột dễ không? Revenue muốn cái này cố định thì mình chọn đằng dưới này đúng không? Chọn là view, chọn gì đấy? Revenue đúng không? Club. Đúng không? Này trượt này nó có đứng im này. Câu số 11 định dạng bảng table. Lập ra những người có định dạng table nhá. Định dạng table này em quét cả cái tiêu đề này ha. Quét cả cái table này mình sẽ vào cái gì đấy? Home. Mình có cái table of class đây đúng không? Định dạng kiểu table mà. Còn lập mà lập cùng điều kiện hôm qua mình thấy lại thầy có dạy rồi ha. Rồi bây giờ thầy chọn kiểu này ha. Kiểu này nhá. Rồi ok ha. Thầy bảo lập ra những người gì đấy? Con lương. Lương lớn hơn bao nhiêu? Lớn 5 triệu. À câu này phức tạp rồi. Lương này. Lớn hơn 5 thì gì? Thì mình không thể vào đây được các em. Lớn hơn nó nghĩa là có mấy điều kiện. Thì các bạn sẽ chọn vào cái number này. Thì nó có một cái gọi là between. Between là trong một khoảng đúng không? Đúng không? Ở giữa. À, thì ở giữa bao nhiêu là nó bảo greater than or equal bằng bao nhiêu đấy, cái này lớn bằng mấy, trong đề nó là 5 thì mình có số gì đấy, số 5, 123 123, và nhỏ hơn bao nhiêu, n là và này, less than này, or equal nhỏ hơn bằng 10 triệu thì mình có số 10, 123 123. Đã hiểu không các em? Between này nghĩa là lương của mình trong một khoảng lớn hơn 5 mà nhỏ hơn 10 thì rõ ràng nó bảo là lớn bằng 5 triệu và less than or equal bằng 10 triệu đúng không các em? Nếu nhỏ hơn thì mình sẽ ghi là mình, nếu nhỏ hơn thì mình chọn cái gì đấy? Less than thôi, nhưng đây nó bảo nhỏ hơn bằng thì mình chọn gì đấy? Less than or equal, đúng rồi lớp. Trong đây nó nói nhỏ hơn hay nó nhỏ hơn bằng? À nhỏ hơn thì mình chọn gì đấy? Less than. Đúng không? Ok chưa? Ở trong đề nó có nói là lớn hơn bằng 500 hay nó là lớn hơn bằng lớn bằng thì mình chọn đây equal đúng không? Lớn hơn or equal đúng không các em? Còn đây thì phải chọn less than đúng không? Được chưa? Ok, lọc ra chưa? Lọc xong chưa? Lọc xong rồi chép ra mình copy cái này. Ctrl C. Bây giờ mình dán ở đây mình Ctrl gì? Ctrl V. Ông chỗ này có trả lại thì làm sao? Xóa. Xóa được chưa đọc, trả lại nhá. Trả lại cái này thì mình sẽ chọn gì đấy? Chọn về chưa thường thì mình chọn vào gì đấy? Table design này nó có cái còn vượt to rank này. Ok. Thấy chưa? Đúng không ạ? Hết chưa? Hết. Hết rồi một em. Nhưng mà mình lại còn tiếp. Mà chương tiếp theo.